À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. À, chúng ta mỗi ngày niệm Phật, chúng ta kiểm lại bản thân của mình, tu tập coi có kết quả hay không. Ngay chỗ nào quý vị? Ngay chỗ mình dễ tính và mình không buồn giận ai để trong tâm. Nhớ kỹ nghe quý vị, hai điểm này là hai điểm kiểm chính mình tu có kết quả hay không. Và từ từ rồi mình thấy mình tu có kết quả là nó có những cái hiện tượng gì nè. Những việc quá khứ đã qua mình không còn nặng nề nó nữa. Hoặc là những tương lai chưa đến, mình không có lo âu những việc chưa đến. Mình chỉ sống hiện tại của ngày hôm nay cho đặc biệt. Đó là những điểm mà mình niệm Phật, mình tu tập có kết quả. Còn nếu như mỗi ngày mình cũng đi đến chùa, mình cũng niệm Phật, mình cũng tụng kinh, trì chú gì đó, nhưng mà mình càng ngày càng rất nặng nề, lo âu, sợ hãi, buồn phiền, rồi giận trách, không vừa lòng, không vừa ý, tùm lum chuyện hết, là biết mình tu không có kết quả. Đó. Có nghĩa là mỗi ngày bản thân mình phải thấy mình thoải mái, vui vẻ và không có buồn giận ai để trong tâm mà lâu chứ, hiểu không? Phàm phu mà có khi cũng thấy bực bội một số chuyện, không vừa lòng, không vừa ý, nhưng không để trong tâm lâu, là thấy mình tu cũng có kết quả đó quý vị. Nên từ nơi đó mà niệm Phật kiểm qua cái tâm mình như vậy. Nhưng Đức thấy rằng là cái đạo tràng trên không trung này rất là đặc biệt, quý vị để ý. Như cái năm nay nè, quý vị để ý, giống như xuất hiện một người mà hình như là đa phần công chúng đều tôn vinh và quý trọng. Xuất hiện một người mà ngay chỗ là chịu khó chịu khổ, không dính dáng cái gì chứ, nên được tôn vinh và quý trọng. Và cũng năm nay xuất hiện một đạo tràng trên không trung, mà đạo tràng này nó vỏn vẹn chỉ nhỏ xíu à, nó chỉ cái tivi. Mà cái đạo tràng này thì nó chỉ có một hai người thôi, thì nó cũng không có dính dáng vô cái chuyện phải lo lắng nhiều, nên cũng không có phải dính dáng vào vật chất luôn. Trong năm nay nó có những cái điều hơi lạ lạ xuất hiện. Cái room này thì từ xưa giờ nó cũng có lâu, nhưng mà cái room này, cái đạo tràng này xuất hiện, thì quý vị thấy năm nay có xuất hiện cái đạo tràng trên không trung, mà tiện bề cho chúng sanh trong cái thời đại này tiện tu. Vì để ý, nghĩa là những hiện tượng năm nay mình thấy giống như Phật giáo, giống như nó có nhiều sự ảnh hưởng lớn, nhưng mà trong năm nay mình ngồi mình suy nghĩ lại, nó cũng có những cái để mà giống như nó có thời gian, giống như cái đường ruột mình có thời gian lâu quá, nó lâu lâu nó cũng phải rửa lại một chút xíu quý vị. Giống lâu lâu có những người người ta uống nước hay xúc nước muối gì cho ruột nó sạch chứ, lâu lâu tuy là nó mặn nghe quý vị, nhưng mà nó lại có cái khả năng để mà giúp cho những cái cáo bẩn được sạch sẽ bớt một chút. Vì để ý đi, nên mình học Phật có khi mình niệm Phật, mình ngồi mình để ý lại, trong cái nghịch cảnh, trong cái khó khăn, trong cái trở ngại, trong cái giống như là nó là kiếp nạn gì đó, nhưng mà lạ thay, trong cái đó nó lại có cái xuất hiện, có khi nó lại tốt hơn, có khi làm cho con người ta phải cảnh tỉnh cao độ hơn và cảm thấy phải sợ hơn quý vị. Quý vị ngồi mình bây giờ mình tu tập, mình chia sẻ thì mình không cần phải nhận thức ai cả quý vị.
mình thấy đúng là rõ ràng. Trong cái khó ló cái khôn, trong cái cực khổ thì nó lại xuất hiện ra những cái điều tốt đẹp. Nên Đức Phật dạy mình lấy khó làm thầy, lấy khổ làm thầy. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình, khi mà mình nghe như vậy rồi, quý vị nhớ, mình mỗi ngày cũng nghe nói chuyện, ngồi nói chuyện với nhau, rồi cùng niệm Phật ngày cái 4 năm thờ, thì bây giờ kiểm qua cái mình tu có lợi ích hay không là ngay chỗ mình còn buồn giận ai để trong tâm hay không. Đó gọi là gì? Nghiệp chướng nặng hay nhẹ? Cái nghiệp chướng là gì? Là chính mình chướng cái tâm trở ngại cái tâm mình. Mà trở ngại cái tâm mình ngay chỗ là gì? Không vừa lòng, không vừa ý. Không vừa lòng, không vừa ý. Quý vị để ý bây giờ những đứa nói chuyện nó cũng khác hồi xưa. Vì sao? Hình như là cái cảm giác mình lên mình tu, quý vị, cái tâm nó sẽ dịu hơn nhiều. Ngày xưa nó vui nhưng nó háo hức, quý vị, theo cái công chúng nó phải phù hợp. Còn bây giờ thì cái đạo tràng những không chung này, những đứa ngồi, những đứa nói chuyện gì thì có những người bận công việc thì chỉ có lo công chuyện thôi, tu xong rồi lo công chuyện. Còn người nào có thời gian thì ngồi lại nói chuyện tâm sự nhau một chút, không dính dáng. Thêm một cái nữa, nó không có kiểu nói chuyện nhắn mạnh để cho quý vị vỗ tay sùm, không? Nó làm cho chúng ta phải lắng động lại và ngồi suy nghĩ lại những việc mình đã qua. Tuy quá khứ mình không phải kéo lại để làm cho nó phiền não, lo âu nặng nề, nhưng mà quá khứ cũng là một cái bàn đạp để chúng ta hướng đến tương lai. Đây là cái rất quan trọng, quý vị à. Thật sự con người trưởng thành đều từ quá khứ, từ những việc đã qua của cuộc đời để giúp mình trưởng thành. Và con người trưởng thành cũng nhờ bị người khác chửi mắng mình mà trưởng thành. Vì khi người ta chửi mắng mình, bản thân mình phải ngồi nhận thức lại và sửa đổi lại. Nên Đức Phật nói có hai hạng người Đức Phật rất tán thán. Một hạng người cả đời không làm sai, một hạng người sai mà biết nhận thức để sửa đổi. Đây là hai hạng người mà Đức Phật tán thán. Quý vị phải nhớ rằng chúng ta để cho công chúng đi bình luận mình cũng tốt. Thật sự, vì những cái đúng cái sai đó sẽ nhận thức được chính bản thân mình để điều chỉnh mình lại. Điều này rất là tốt, quý vị. Nên tu tập có kết quả là ngay chỗ cảm giác nhẹ đối với cuộc đời này, nhiệt tình hết mình nhưng nhẹ với cái thành bại. Nhớ kỹ, nhiệt tình hết mình nhưng nhẹ với cái thành bại ở cõi đời này. Nhưng đối với niệm Phật giảng sanh thì không bao giờ lùi bước. Trong thuận nghịch nào cũng tiến đến cái chuyện niệm Phật giảng sanh. Vì cái chuyện niệm Phật giảng sanh nó là nội tâm mình, quý vị. Nó là nội tâm của mình. Đức Phật A Di Đà ngài không có đặt thành bại của mình, mà Đức Phật A Di Đà ngài muốn đem cái pháp niệm Phật này để cứu độ chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Chứ ngài không có dính dáng cái chuyện thành bại của chúng ta ở cõi đời này. Nhớ kỹ. Còn cái chuyện ở cõi đời này thành bại thì đối với chúng ta phải tin nhân quả và phải nhẹ tâm. Còn đối với niệm Phật giảng sanh là phải cố gắng tiến bước. Cái này rất quan trọng. Nên quý vị nhớ rằng mình tu tập có kết quả là ngay chỗ như thế nào. Không có tâm thủ đoạn muốn hại người khác. Nhớ nghe kiểm cái chỗ này nghe quý vị. Đó. Mà rất hay cái câu này, khi quý vị nghe lời Ấn Tổ dạy, quý vị sẽ thấy lời Ấn Tổ dạy mà niệm Phật mới có thể làm được chỗ này. Và khi không còn dính vào danh lợi thì mới làm được chỗ này. Ấn Tổ nói câu nói: lúc ngồi yên lỗi mình thường nhớ, khi luận bàn chớ nói lỗi người. 100% quý vị, câu này chỉ đúng một cái quý vị phải lão thật niệm Phật.
mới làm được. Chắc chắn 100% tổ sư đã lão thật niệm Phật nên tổ sư đã làm được. Nếu như quý vị không lão thật niệm Phật, quý vị còn nhiều cái gánh nặng, chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ làm được cái câu lúc ngồi yên lỗi mình thường nhớ, khi luận bàn chứ nói lỗi người. Chỉ có người lão thật niệm Phật, từ từ quý vị mới ít nói lỗi người 100%. Nếu như chúng ta mà không lão thật niệm Phật, nhất định chúng ta sẽ thường bình luận người khác mà quên đi chính mình. Đi bình luận người khác mà quên đi chính mình, và đi chỉ trích người khác mà quên đi chính mình. Giống như căn nhà chúng ta rất là dơ mà mình chạy đi quét nhà người khác mà quên nhà của mình. Cuối cùng chạy vòng vòng rồi quay lại nhìn nhà của mình, một ề thiệt là dơ. Quý vị ơi, chúng ta là những căn nhà còn rất dơ quý vị ạ. Thôi chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để quét căn nhà của mình đi quý vị. Mà bây giờ chúng ta có cơ hội nè. Bây giờ có cơ hội nè. Cơ hội là chúng ta có một đạo tràng tại nhà của mình, và gia đình mình có ngôi tam bảo, có cái ngôi nhà, mình có ngôi tam bảo, và mình áp dụng mình tu. Mình tu tập giết rồi mình quét nhà mình luôn quý vị. Mình không chạy đến nơi ồn náo đông đúc, mình được ở tại nhà có từ khóa tu để mọi người mình quét nhà của mình. Quý vị, những đức bây giờ cũng ở trong nhà mỗi ngày tu tập và cố gắng để quét nhà của mình. Những đức cũng nêu lên điều này để chúng ta cùng mỗi người mình quét nhà của nhau, giống như nhà mình quét, cố gắng, cố gắng. Lúc đó quý vị sẽ thấy mình an lạc và thấy mình tự nhiên công phu đắc lực. Thật sự mình không chỉ trích người khác nữa. Những gì quá khứ cho qua đi. Từ hôm nay chúng ta sống cái hiện tại ngày hôm nay cho nó đặc biệt đi quý vị. Thuận nghịch gì trong cuộc đời cũng niệm Phật. Chúng ta bắt tay nhau vào cái việc phải làm, đó là đem những cái buồn giận hận trách người khác đem ra khỏi tâm mình đi quý vị. Bây giờ chúng ta đang ngồi đông như vậy, 1,000+ người này nè, cùng làm chuyện này đi quý vị. Đem những cái không vừa lòng, không vừa ý, đem bỏ ra đi, để sống của hiện tại ngày hôm nay cho nó đặc biệt. Đó là cái mà chúng ta học Phật tu tập có kết quả. Nhớ nghe quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm, siêng năng niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.